Wow, welcome to Paris by Night 133 live from Planet Hollywood. Xin chào tất cả quý vị. Hiện tại là 1 giờ khuya rồi nha quý vị. Arthur Chim vẫn đang đứng tại đại sảnh để nghỉ giải lao chút xíu, rồi sẽ xem cái giờ phút cuối cùng trong ngày hôm nay, là chương trình dài, rất là dài và rất là hay. Và hiện tại thì là anh Chim đang nghe cái tiết mục cải lương nha. Nhưng bây giờ anh Chim xin giới thiệu quý vị một anh bạn rất là thân của anh Chim đến từ California, Mr. Lance To. Hey, how are you? Hey, các bạn. Welcome to Paris by Night 133. Very special to meet you today. Oh yes, likewise. So how are you feeling about the show so far? It's excellent. Really fun. It's show, excellent. Good show. It's a good way to say farewell to MC Nguyễn Ngọc Ngạn from Canada. That's right. Yeah, same country as mine. Hello everyone, so welcome to Paris by Night, the grandest Vietnamese concert in the world. Xin chào tất cả quý vị nha. Bây giờ là Paris by Night 133. Hôm nay là suốt ngày thứ bảy. Ngày mai Athi Chim sẽ trở lại suốt chủ nhật nữa quý vị. Hôm nay sáng chủ nhật rồi đó. Yeah, bây giờ coi như là 1 giờ khuya của chủ nhật rồi. Wow, ngày hôm nay thì khán giả đến rất là đông, coi như là sold out luôn quý vị. Ô, xin chào Nhu Trần từ Australia. Xin chào Thanh Thanh nha, xin chào Dan. Linh Thanh đến từ Úc Châu, Nhu Trần Úc. Ô, người Úc đến từ nhiều quá. Athi Chim xin chào tất cả. Đại sẵn là thi chân vị xem nè. Và đây là người ta đang chụp ảnh lưu niệm ha. Và đây là những nhà tài trợ. Và cái đại sẵn rất là đẹp của cái Zappos Theater. Đây một lần nữa là anh Lan Sống nè. Bữa nay nóng quá, anh không mặc áo luôn. Xin chào Huyền Dương nha. Thi chân một lần nữa chào cả quý vị đến với chương trình Paris by Night 133. Thì anh Chim đang xem rất là chăm chú. Và hiện tại thì 1 giờ khuya rồi, nhưng mà mọi người vẫn còn ở lại đông đủ để xem đến giờ phút cuối cùng, để nói lời tạm biệt với MC Nguyễn Ngọc Ngạn. Lance có thích chú Nguyễn Ngọc Ngạn không? Thích lắm. Rất là hay. Rất là đặc biệt ha. Rất là đặc biệt. Dạ. Ngạn thì là người đồng hương với Athi Chim ở Canada. Yes, anh Ngạn ở Toronto, Athi Chim ở Calgary, cách mấy ngàn cây số lần, nhưng mà không sao, kể Canada là đồng hương. Bữa nay thì Athi Chim mặc áo Canada nè, nhờ Lance quay. Lance quay đây nè, cái áo rất là đẹp nha, Canada. Wow, look at that. Hôm nay cái áo đặc biệt nha. Đẹp quá. Thông thường thì Chim mặc đồ vest kia, nên ngày hôm nay thì mình thấy là mình chào tạm biệt với một MC người Canada, nên mặc cái áo Canada. Còn ngày mai thì mặc đồ vest nha quý vị. Xin chào Huỳnh Tấn Lương, xin chào Hương Kim Huỳnh. Bây giờ một lần nữa cho quý vị đang đi ra ngoài đem break chút xíu, xong rồi trở lại mình coi. Tại vì còn 1 tiếng đồng hồ lẫn 2 giờ mới hết. Một chương trình rất là dài. Và bắt đầu hình như từ 8 giờ rưỡi hả Lan? Dạ. Đi 7 giờ rưỡi đó. 7 giờ rưỡi là bắt đầu rồi. Dạ. Áo đẹp quá hả? Cảm ơn quý vị nha. Xin chào Ngọc Nguyễn nè. Áo hôm nay là áo Canada cho MC Nguyễn Ngọc Ngạn. Bây giờ mình phải chờ mấy người này mình quay cái poster. Poster farewell không quý vị? Wow. Xin chào người đẹp Mỹ Ngọc nha. Giờ cô khỏe không? Xin chào Quốc Tống.
Một lần nữa là Anthony Chim đang có mặt tại đại sảnh của Zappos Theater tại Las Vegas để xem chương trình Thúy Nga. Rất tiếc là tại vì bên trong là dĩ nhiên là đang diễn ra thì mình không quay được, bởi vì là bản quyền tác quyền và quay như vậy là phạm luật. Bây giờ cho quý vị xem một lần nữa đây. Ngày hôm nay là cái poster chính nè. Nguyễn Ngọc Ngà, ăn chúc Nguyễn Ngọc Ngà, Nguyễn Cao Kỳ Duyên cùng tất cả các ca sĩ, nghệ sĩ. Và diễn ra hai suất, là bữa nay là suất 7 giờ rưỡi tối cho tới 2 giờ khuya quý vị. Ngày mai là 1 giờ rưỡi cho đến khoảng 8 giờ tối. Dạ. Xin chào Yến Victoria. Rất là nhiều. Gương mặt đẹp quá. IT Team thì bắt đầu xem chương trình Paris by Night, cái cuốn đầu tiên vào năm 1996. 1996 thì IT Team coi cái cuốn đầu tiên. Dạ, tại bên Caesar Palace. Lúc đó là cái cuối những 37 thì phải. Dạ. Chứ sau đó thì mình cũng coi cái nhiều chương trình live như vậy. Dạ, lâu lắm rồi thì mới trở lại đây. Dạ, xin chào cô nha, cô đẹp. Hẹn gặp cô ở Calgary nha cô. Tụi con đang coi chương trình Paris by Night. Dạ. Yes. Ôi, đang bắt người quen. Trời ơi, tưởng ai đây Phi. Trời ơi, hello em. Cô Mỹ Ngọc, dạ. Mẹ cô Sương nè, biết Sương không? Biết. Trời, cô Mỹ Ngọc đây Phi nè. Bàn tay phù thủy. Hello. Make up đủ thứ hết. Và hôm nay là chào tạm biệt với lại chú Nhạn ha. Ô, Oscar Thuận Nguyễn nữa, trời ơi, vô luôn, trời ơi. Trời ơi, sao toàn là người nổi tiếng không nè. Trời ơi, đây MC ca sĩ Oscar Thuận Nguyễn đến California. Từ Canada qua đây mà cũng ủng hộ. À, yes. Đồng Hương, phải rồi. Đồng Hương là bữa nay mặc áo Canada cho chú Nhạn luôn nè. Dạ. Ngày mai sẽ trở lại số 1 sau nữa. Ngày mai là mặc đồ lộng lẫy hơn, ngày mai là trở lại lộng lẫy. Ngày mai là chặt kẽ đó. Ngày mai là chặt là cho tới nơi luôn á. Còn bữa nay là giống như là mình giống như một cái team sport, nhưng mà cái áo của Canada để chào tạm biệt với chú Ngàn. Thôi, nói chung ngàn năm một thở, đây là cuối cùng để farewell cho chú Ngàn. Dạ, hay không? Mà phải nói là chú Bảo, chú Ngàn là MC Chi Bảo. Thực sự là mình nói một cách là MC Chi Bảo sao của tới giờ. Thực ra mà nói, nếu mà một người có hỏi là ai sẽ lên thay thế chú Ngàn thì mình cảm thấy chưa ai có thể và sẽ không ai thay thế hết. Không có một cái style giống như vậy. Mỗi người vẽ, dĩ nhiên là có nhiều người MC rất là hay, nhưng mọi người vẽ, nhưng mà chú Ngàn là độc nhất vô nhị, là không ai có một kiến thức sâu rộng như chú Ngàn về cái văn học này. Dạ vâng. Mình không biết sao. Dĩ nhiên là che già măng mọc, nhưng mà so far tới giờ Anthony có thể công nhận với mình là chưa thấy ai mà good candidate không? Thì đúng như vậy, tại vì giống như mình nói là chú Ngạn là MC Chi Bảo thì chỉ có một thôi. Cả cái nền văn hóa nghệ thuật chúng ta chỉ có một. Chú là về nhà văn và về là MC nữa. Cho nên là rồi là kinh tác gia nữa. Tức là đủ hết, có nhiều người chỉ là MC thôi chứ không biết văn được, không biết kịch được. Tại chú vì rất là chú Ngàn thì xuất thân từ một nhà giáo và sinh qua nhà văn. Yeah. Chỉ là kịch tác gia, vừa viết kịch chuyện buồn có, chuyện vui có, chuyện ma có nữa. Chuyện ma đa quá tài quá. Trời ơi, bữa nay rất là vui gặp là hai em nghe. Trời ơi, thank you nhiều đi. Lắm em. Trời ơi, chắc mình chụp tấm hình chưa? Tấm hình đi ha. Để chạy vô làm tiếp tóc. Chị làm tiếp tóc hả? Selfie cái đi, selfie cái đi. Cái gì lên nói mình là fan của Oscar Thuận Nguyễn nha. Rồi, thank you. Cảm ơn phù thủy makeup Phi với lại MC ca sĩ Oscar Thuận Nguyễn. Trời ơi, đây nhiều quá. Bye bye cưng. Wow, Lan ơi, bữa nay mình gặp nhiều bạn bè và trong giới nghệ thuật quá. Yeah. Hồi nãy là Oscar Thuận Nguyễn của bên California luôn á, vừa là MC và ca sĩ luôn. Còn Phi là makeup artist của trung tâm Thúy Nga. Dạ. Vui quá ha. Vui quá. Hôm nay Anthony gặp nhiều người quen. Dạ. Tưởng là quay ngẫu nhiên vậy thôi mà ai ngờ cũng gặp được nhiều nhiều người quen quá. Xung quanh nhìn qua nhìn lại ta là người quen không à. Dạ. Không biết còn ai quen nữa không ta. Nhưng mà bây giờ người quen thì phải nói là đến cái
poster này nha quý vị. Một lần nữa cho quý vị xem cái poster. Dạ. Và vé thì đã bán hết cho trong 2 ngày rồi. 7.000 vé mỗi show, 14.000 vé đều là sold out. Và đây là một cái kỷ lục bán vé nhanh nhất trong lịch sử các chương trình Hands by Night cho quý vị. Dạ. Vậy thì Chim cũng xin được mạn phép thay mặt đài truyền CBN TV Canada xin thành kính phân ưu cùng với đại gia đình Thúy Nga, nhất là anh Thi, chị Thủy, về sự ra đi của giáo sư Tô Văn Lai, là sáng lập viên của trung tâm Thúy Nga, cho tới các chương trình Pass by Night, ngưỡng nguyện cho hương hồn của giáo sư được sớm về cõi vĩnh hằng. Xin cảm ơn. Wow. Một lần nữa nha, cho coi poster nè. Đồng lắm. To you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yeah, quý vị ơi, đây là after party Pass by Night 133 trong phòng suite của Dr. Dế Hồng Sâm. Và đây là anh Chris. Đây là ca sĩ Quang Lê cùng với là MC ca sĩ bà chủ tùm lum hết trời. Quá trời giờ, quá trời danh hiệu. Dế Hồng Sâm. Yeah. Anh Chris, happy birthday, many happy birthday boy. Sinh nhật 21 tuổi của anh ha. Yeah. Chúc anh luôn may mắn và thành công. Yes. And then of course Quang Lê. Yes. My idol. Yes. Hẹn gặp lại tại Canada nha Lê ha. Lâu quá rồi khán giả Macau đi Canada nhớ Quang Lê dữ lắm á. Quá đẹp. Dạ. Khán giả Canada ơi. Lâu lắm rồi Lê chưa được về Canada nhé. Đặc biệt là Calgary. Yes. Chỗ mà anh Anthony ở. Dạ. Thì để nhờ anh Anthony kết nối để Lê được hát ở Calgary nha. Yeah. Lê là con cưng của Calgary mà. Rồi cheers vô. Rồi Edmonton. Muốn phải tài trợ, mời bà tài trợ này. Đây. Đây. Để mời anh về Edmonton nha. Chứ gì là có bà tài trợ đây rồi nè, mời Edmonton. Có một chút ít tiền là có thể mang về Edmonton rồi. Rồi, đây là bà chủ Volcano Mackie này kia nọ nè, là mấy nhà tài trợ của Nathie Chim đó. Có tài trợ là có show hen. Dạ, dạ. Bữa nay hội ngồi Lê Quang Lê vui quá hả anh? Dạ. Yeah. Famous. Yeah, famous. Yeah, yes, rất là famous. Bữa nay ca hay quá trời hay hả? Trời ơi, vỗ tay nát. Bài hay không? Bài hát quá, chừng hát luôn. Giọng ca chủ đạo của Pass by Night. Bài anh mà... như này cao quá, chừng cao. Dạ. Mà không nghe. Dạ. Cảm ơn anh. Dạ, cảm ơn Quang Lê rất nhiều. Rồi. Bây giờ là ca sĩ Thanh Lê nè, em của Quang Lê luôn. Bữa nay là bartender đến từ Europe. Em là đến từ Europe. Là yes. Vì hôm nay cái loại rượu mà của nhà mình phục vụ là Johnny Walker. Mà Scott là đến từ châu Âu cho nên phải yes. Mời. Phải mời một bartender châu Âu về. Ừ. Yeah. Rót làm sao chứ có vẻ thính phòng. rót tiếp cho bà chủ. Đó. Bữa nay rất là vui quý vị ơi, đây là cái phòng VIP. Rất rồi, chợ bữa nay là cái này ly thứ 10 của bà chủ rồi nghe. Second. Trời ơi vui quá, đi với Ái Hồng Sâm ơi. Trời ơi, mình đúng là có duyên. Quá duyên luôn. Dạ, cảm ơn với Ái Hồng Sâm đã mời Na Thi Chiêu của các bạn bè đến đây để mừng sinh nhật anh Chris. Dạ, và cũng một lần nữa xin tri ân đến với những cái công việc từ thiện của em làm đến với lại nhân loại này. Mà quý vị biết không là cô qua với Hồng Sâm được nhiều người vinh danh lắm, trong đó có tổng thống Mỹ luôn. Wow. Ông Obama phải không ạ? Hai người, ông Obama và bây giờ vừa rồi được tổng thống Biden. Wow, Biden và ông ta tổng thống Obama luôn. Congratulations em, vừa là hoa hậu vừa là chủ kia đó. Bí quyết sao thành công vậy? Sẵn chia sẻ cho khán giả của đài truyền hình CBN TV Canada của anh luôn ạ. Đừng ngủ cứ làm thôi, đừng ngủ. Đừng ngủ cứ làm đừng thôi. Đừng ngủ đừng đi chơi gì hết, cứ đi làm. Ủa mà sao cứ đẹp vậy hoài vậy? Nên là che giấu bằng một lớp make up rất dày. Chứ bình thường em không được lộng lại giống vậy đâu. Dì ấy rất là khiêm tốn thôi, sự cái mặt mộc dì ấy rất là đẹp, anh thấy qua rồi. Dạ, bữa đi show Asia trước khi make up anh thấy rồi. Rất là đẹp. Dạ, tức là khiêm tốn vậy thôi. Dạ, dạ. Thương chúc em lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc nha và thành công. Cảm ơn anh, cảm ơn hôm nay mình bay từ Canada qua đây mà tham dự sinh nhật được mới hay luôn. Dạ, đúng là có
duyên, thật là có duyên, ở đây mình có duyên ghê. Vẫn luôn đi đầu gặp. Gặp cũng gặp hết, có duyên có duyên quá. Cảm ơn Giá nhiều lắm. Dạ. What's that? Nè, nè, mà Edmonton cần ở Calgary cách nhau 3 tiếng. Cái chỗ đó gần thầy Pháp Hòa. Nghe, nghe. Nghe thành phố thầy Pháp Hòa. Thầy Pháp Hòa luôn á. Là sang ăn gì ạ? Ăn bên hội với Hawaii. Ngon ngon lắm. Ừ. Đây đi coi show xong đói vô đây rồi có cái món ngon. Với đầu có cháo gà nữa. Dạ, mới đầu anh tính mời Lan sẽ ăn khuya với anh, ai ngờ là cô Giá Hồng Sâm mời mình lên đây. Dạ, yeah, Dr. Sam Nguyên, yeah, that's great, thank you so much. Uống được 3 cái shot rồi nha. Uống được 3 shot rồi hả? Wow, I have none. And make yeah. Sushi chay. Go and make the donation. Wow, thích ăn nè. Quý vị thấy có heo nè, quay nè, gà quý phi nè, chứ không phải là gà tỳ nữ đâu nha. Vịt quay nữa nha. Đó, rồi cháu gà nữa. Ủa sao toàn là mấy món có cánh không vậy mấy anh? Có, ồ, có món thịt heo là không cánh. Trời ơi. Quá trời, khán giả của Quang Lê vô. Xin quý vị rất nhiều nha. Wow, ngày hôm nay là cái phòng trang trí rất là đẹp. Trang Chris. Yeah. Và đây là nhân vật chính một lần nữa nè. Rất là hạnh phúc ha. Bữa nay 21 tuổi đủ tuổi uống rượu nha. Lúc hồi xuống chơi mấy cây hai limit nha. Yeah. Và với ca sĩ Quang Lê rồi có Giải Hồng Sâm xin kính chào tất cả quý vị nha. Quý vị nào mới vào thì coi từ đầu, xin chào Khánh Hà, xin chào Nguyễn Thu Nga, xin chào Lê Trúc Trinh, xin chào tất cả các học trò của Thả Thi Chim. Đây là cái after party của chương trình Paris by Night. Bữa nay là cái suất thứ 7, 7 giờ rưỡi tối, còn ngày mai là 1 giờ rưỡi chiều Thả Thi Chim cũng sẽ trở lại. Và đây là một cái after party rất là vui của tất cả mọi người. Xin chào.